Hi, sao đi chưa? Xin chào tất cả các bạn. Việt ngữ Hoa Sen đã quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4. Và trước khi vào mẫu pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh. Hay con ơi, mình tự là sai. Thôi các bạn nhìn thấy ha, đây là mình 2 năm trước ha. Thì là 2 năm trước mình không thể sử dụng được máy tính Pasocon cả. Sky Masen de Star. Nhưng mà bây giờ mình sao? Đúng rồi ha, thì các bạn nhìn vào bức ảnh này thì mình đã gì? Bây giờ mình đã có thể được sử dụng, mình đã gì trở nên sử dụng được máy tính ha. Thì mình sẽ có mẫu câu là Pasocon ga tsukaeru you ni narimashita, là gì? Mình đã có thể sử dụng được máy tính ha các bạn. Rồi để hôm nay để hiểu rõ hơn cái mẫu cấu trúc là you ni narimashita hoặc là you ni naritai thì chúng ta cùng nhau đi qua phần cấu trúc. Rồi cái phần cấu trúc này thì chúng ta sẽ có động từ và nó gồm có hai động từ là jidoshi và tự động từ và kano desu ne, là gì? Động từ hay khả năng các bạn cộng cho yo ni narimashita hoặc là yo ni naritai. Và các bạn hãy lưu ý là gì? Động từ jidoshi với là kano thì chúng ta sẽ chuyển sang thể ngắn của nó là veru các bạn. Ví dụ như là gì? Tsukaimasu chúng ta sẽ chuyển sang thành là tsukaeru desu ka. Ví dụ như nãy câu ví dụ là Pasocon ga tsukaeru you ni narimashita. Hay. Rồi ý nghĩa của nó là gì? Đã muốn trở nên có thể về. Ví dụ như hồi nãy mình có là tôi gì đã có thể sử dụng được máy tính thì chúng ta sẽ có câu là Pasocon ga tsukaeru you ni narimashita. Hoặc là gì? Ví dụ như là mình muốn là gì trở thành cái gì đó ha. Thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng nhau và cái cách dùng của nó. Cách dùng của mẫu cấu trúc này là gì? Biểu hiện sự biến đổi trạng thái từ không thể được thành có thể được. Như hồi nãy là mình 2 năm trước mình không thể sử dụng được máy tính, nhưng bây giờ mình đã có thể sử dụng được máy tính thì cái cách dùng của nó là gì? Biến đổi trạng thái từ không được thành có thể được. Rồi để nắm ở một chút chúng ta cùng nhau đi qua mẫu câu ví dụ ha. Rồi yêu mình tuyệt vời sao. Rồi các bạn nhìn ở đây ha, thì có một bạn là gì đang chạy xe đạp, nhưng mà trước đó bạn là không thể chạy xe đạp được, nhưng mà bây giờ bạn đó đã sao ta, đúng rồi, bạn đó đã có thể gì chạy được xe đạp ha các bạn ha. Rồi thì chúng ta sẽ có một câu là jitensha ni noremasu, thì chúng ta chuyển sang thể ngắn của động từ thể khả năng là noreru, chúng ta cộng với là yo ni narimashita thì chúng ta sẽ có câu là jitensha ni noreru yo ni narimashita. Hay đi desu ka? Hay mochiro yatte kudasai. Jitensha ni noreru you ni narimashita. Hay đi desu ne. Rồi để hiểu rõ hơn mẫu chúng này chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Hay sasuku renshu shimashou. Hay kono e o mite kudasai. Các bạn nhìn vào bức tranh thì đây là mình lúc trước đó là gì, mình không thể nấu ăn được, nhưng mà bây giờ thì sao? Đúng rồi, mình đã có gì? Đã có thể trở nên nấu ăn được ha. Thì mình sẽ có mẫu câu gì ta? Đúng rồi, ryori ga tsukuremasu. Tsukuremasu chúng ta chuyển sang thể ngắn là tsukureru cộng cho yo ni narimashita thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? So desu ne, ii desu, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là ryori ga tsukureru yo ni narimashita. Hai ii desu ka? Mochido ite kudasai. Ryori ga tsukureru yo ni narimashita. Tôi đã có gì? Có thể nấu ăn được ha. Ii desu ka? Hai chiki no renshu shimashou. Hay kono e o mite kudasai. Rồi các bạn nhìn vào đây ha. Rồi trước mặt cái bạn đó là đang có cái món gì ta? Đúng rồi, sashimi ha, một cái món ăn của người Nhật ha. Rất là khó ăn tại vì nó là gì? Đồ sống đúng không các bạn? Thì trước đó là gì? Các bạn này không thể ăn được sashimi, nhưng bây giờ bạn đó là gì? Đã có thể ăn được rồi ha. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là sashimi ga taberaremasu, thì chúng ta chuyển sang thể ngắn là taberareru cộng cho yo ni narimashita. Hay ii desu ka? Rồi các bạn thử làm mẫu câu này coi nào. So desu ne, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là sashimi ga taberareru yo ni narimashita. Hay mochiro yatte kudasai. Sashimi ga taberareru yo ni narimashita. Hay ii desu ne. Tsugi no renshu shimashou. Hay no em mình kudasai. Rồi các bạn nhìn vào các bạn này ha, thì các bạn nữ người nước ngoài này sao ta? Đúng rồi, nói tiếng Nhật chưa có được giỏi nên là sao? Bạn nó muốn gì trở nên nói tiếng Nhật giỏi hơn đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có một câu là Nihongo ga jōzu ni hanasemasu. Hanasemasu thì động là động từ thể khả năng, chúng ta chuyển sang thể ngắn là
Hanaseru yoni naritai desu, là muốn trở nên cái gì đó ha. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ có mẫu câu là Nihongo ga jōzu ni hanaseru yoni naritai desu. Là gì? Muốn trở nên nói tiếng Nhật giỏi hơn đúng không các bạn? Hay moshiroi te kudasai. Nihongo ga jōzu ni hanaseru yoni naritai desu. Hay, いい desu ne. Tsugi no renshu. Rồi, các bạn nhìn vào cái bạn này ha, bạn này đang làm gì ta? Đúng rồi, vẽ tranh. Nhưng mà hiện tại bạn đó là sao? Chưa có vẽ tranh giỏi nên là bạn đó là gì? Muốn trở nên là gì? Vẽ tranh giỏi hơn. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Ega jōzu ni kakemasu. Đúng không các bạn? Thì kakemasu thì chúng ta chuyển sang thể ngắn là kakeru yō ni naritai. Hay, いい desu ka? Rồi, các bạn hãy tự đặt mẫu câu nào. So desu ne, いい desu. Chúng ta sẽ có mẫu câu là Ega jōzu ni kakeru yō ni naritai desu. Hay, một chút đợi tìm ra sai. Ega jōzu ni kakeru yō ni naritai desu. いい desu ka? Hay, いい desu ne. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố mẫu ngữ pháp ngày hôm nay, mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Matakono negashimasu.